Gà chiến gà khang. Ờ ra đây em quay, con đi thăm lại lóc cũng được. Ờ đây đây, cũng được. Rồi chào tất cả bạn nha. Bữa nay tới hẹn lại lên bạn ơi. Hôm nay đi thăm mấy cái lợn cá lóc thằng thánh thánh thằng của mình coi. Đi bên vườn nhà ốc tư cho tiện. Trời ơi mấy gà đây cái khang nuôi gà tôi lưa hụt dưa hết trơn. Gà trắng, gà đen, gà vàng gì cũng có đầy đủ các kiểu gà điểu. Trời ơi, đại gia hai sầu riêng. Đại gia hai sầu riêng. Năm nay bà sầu riêng bà cho trái chưa? Trái thiệt luôn hả? Trời ơi, chưa tin trắng động á, sẽ ăn cũng thận nha. Đại ca Khang mình trồng sầu riêng có trái nha bạn. Trời ơi, sầu riêng không cắt tẻ đồ, thấy bài bản ghê không? Ừ, cũng được mấy trái kìa nhỏ xíu trên đọt á. Ồ mấy trái lặn. Ồ cây sầu riêng của đại ca Khang mình nè. Trồng một lượt với cây sầu riêng mình bánh á mà sao cây sầu riêng mình bánh không có trái không biết nữa. Ừ, trái nhóc trơn nè. Đó. Ồ được ta. Wow, nghe nhiều ghê ha. Hả? Tốt trên luôn kìa. Sao cây sầu riêng mình bánh không có trái kỳ trời. Cũng trồng một lượt bánh, trồng hai cây đầu tiên á. Mấy ngày nay thấy cũng có xả nước vô đó không biết sao nha, thường là có xả nước vô là cá chạy gầm gầm á. Hay chơi đi xa mà tốt tốt múc chỉ cho tha thằng kia á, không phải ra đây thăm là xong đâu. Ôi đại ca Khang mình mới phát cỏ hồi sáng sớm hay sao quá trời nè, này ra được cây là gió thổi mát mẻ, trời cũng không nắng hùng mà ui ui à. Giờ mời cả nhà theo mình thăm mấy cái loại cá lóc coi sao ha. Có khả năng là bữa nay là mình thấy cảm nhận được là có thể là trúng mánh á. Tại ở khu vực chỗ mình mà nếu có xả nước vô á, đập á bạn, là khả năng cá nó chạy cao á. Giờ mời cả nhà theo mình nha. Thử rồi sao. Miếng lóc ha, chè khủng được rồi. Trời ơi, mới thấy cái đầu tiên sau cái dấu này cắt cỏ tùm lum hết trơn trời. Cái lờ mình mới còn không đây nữa nè. Ui nó giấu cắt cỏ từ lưa vô nè, lội mốc gì tùm lum kìa. Lờ mình còn nè mà cỏ mới tôn luôn, cắt đắp lên luôn mới ghê chứ, tới công chuyện luôn rồi mẹ cỏ mới tôn. Gì không rồi có sạc không, tham tham có lệ thôi chứ khả năng mình nghi thế nào cũng bị giang hồ nó tẩu hết rồi. Cái cỏ mà họ đắp lên cho mình luôn mới ghê chứ, vậy mới sốc. Cái đầu tiên thấy lòng thể bất an à. Ủa mình nói mày đủ không tính trồng sầu riêng nữa gì vậy, thấy nó mô quá trời á. Cái đầu tiên chắc quá rồi bạn ơi, không xong rồi đại dương. Cái này coi sao đây, nó khủng chê khủng rồi đâu, trình xuống mà thấy cái lợn im ru à, dân tanh như chùa Bà Đanh nha. Khui nó bù không, cái này có lủng không, có sạch xiết chân trời, nghi quá. Không có lũng mà không có con cá sặc nào hết. Ồ con nè. Sặc nằm đây không thấy. Là này đặt ân ý lắm mà mới sao nha. Chứ cá này là khả năng có cá. Nếu không gặp bị sự cố gì là ngoài có cá. Lò đặt dưới đây nè. Khui bóc hàng hốt hàng không thấy rung rinh động đậy trơn trời, mới quảng cáo lợn này tự tin lắm mà. Đó 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 trời, con rùa rùa vô coi như thua bạn, con cá nào dám vô. Trời ơi, bà rùa thiệt tình chứ, hôm lợn á
nó vô nó cắn dữ lắm, cắn là hô hên quá, hôm còn ngon nó vô sữa ngốc bấy xấy chăng. Rồi để em bắt ngựa ra đặt lại ha, đem về cho ba mình nó nuôi. Quảng cáo là này ngon lắm, nếu con này con rùa nó vô là ngoài có cá. Cái là này nào giờ mình đặt chỗ này thấy ngon lắm, mà thăm mấy lần không có mà quê mình neo hoài luôn á. Là này quá đạo, thấy địa hình ngon quá trời, thăm mấy lần trước không có cá mắm chưa. Lần này đừng làm mất mặt này, mà sao thấy cũng có nhõng ben nè. Ủa túi đầu dữ ha. Thấy chú đầu quá không biết sao đây. Còn cái sạc không bạn ơi, còn cái sạc giáp bu không. Rồi nó ngon ghê hồn luôn, nào sao không có kỳ cục kẹo được chà, không hiểu lý do luôn. Đặt lợ này nhiều lúc không hiểu nổi, thấy nó chỗ không ngon ngon vậy mà có, mấy chỗ ngon ngon lại không có mà ghê. Làm con cá lóc chà bá sốc lại tinh thần này, nãy giờ thăm hai ba cá chất quốc rồi. Rồi đặt cái nào chạy nhớ đâu đây mà chạy đây nữa, cỏ mọc lên tùm chứ. Cho mình mà lại dẹt cỏ ra cái thấy ốc bu nổ ngự vậy. Ủa gì vậy? Trời ơi cái sạc ốc bu không nổ mẹ ơi. Vì toàn là cái sạc ốc bu không à. Không xong trận này rồi bạn ơi. Bên bụi xã này biết sao đây. Cái này mình nhớ lúc trước á, lần đầu tiên mình thăm luôn, múc cho 5 cá lóc vô một lờ một nè. Ui đồ luôn, thấy con đanh đi, tù bà đanh luôn, không thấy động đậy giống nhất gì hết trơn. Lờ nó mong nó beo luôn, nước giữa đang cạn nó giật xuống. Ê góc cẩn bạn ơi, tính là bự lắm, phóng lên là cũng giật mình. Ồ, cái lóc cứng với mấy cái sạc mà đặt lại luôn, dụ cái lóc bự hơn. Nó phóng lên làm sộn sộn, nó đâu cái thứ gì giống bự lắm gì. Hai người nhỏ đặt lại luôn, dụ cái lóc bự vô, hàng khủng, hàng container rồi vô. Gì đâu mà cá mắm kiểu này tới một chuyện rồi chứ. Mong mấy cái kia làm sao chứ mấy cái này thấy không ổn rồi. Lờ mà đâu có nằm chơi chẽn dữ thằng ôn trời. Cái này cái sầu dữ lắm, sầu mừng rồi. Sầu mình lúng bà cố lúng rồi. Sao đi cưng? Cũng dữ lắm nha bạn. Thấy cái lợi nhũng bèn nè. Tưởng đâu ốc nhiều quá hay cua đó, hay cái sạc nó lún xuống. Thấy cũng bự lắm à. Trời ơi cái lóc lớn mình là thích ứng. Tưởng đâu hàng khủng cái gì. Ý dạ. Có còn hơn không. Con này cũng được, bắt được rồi. Làm gung ginh tưởng đâu thấy lạnh. Hù dọa giang hồ cái lóc là thiệt chứ. Vô làm ginh lờ mới dở lờ làm ghê lắm. Tưởng nó hàng khủng hơn con ngơ rồi. Ai về đâu con dâu.
Tình hình gì là sao đây ta? Chăng sao gì đây? Nãy giờ chưa thấy được cái lắc cái chê nào xứng đáng đáng đồng tiền bút gạo chưa? Xe phát chê gì nhông kia. Lời này đặt thấy bá đạo ghê không? Dưới đây có nguyên cái bọng cây gòn một bự lắm. Diễn đây. Trời ơi cái sạc chất bù không. Cái này dưới rồi mọi bụi lắm trời ơi, cũng có cá lại đây ta. Nó mọi chà bá dưới rồi. Dưới gốc cây gòn này nè. Trước sau thì mình cũng thu phục mà. Chạy đâu có thoát với mình. Này cây gòn nè, gốc bự lắm. Nguyên lỗ mọi dưới á. Những con ếch gì mình thấy lú đầu trên kia à. Lũ vô cái vườn quan đúng rồi, thở như con cờ hó à. Tắm bèo luôn rồi đó, lú nào bên kia ếch ăn cóc. Chợ ăn cóc bạn ơi, tưởng đâu con ếch đỡ quá, thứ gì chịu nổi không, đâu đây bà cóc. Nước cạn quá, nó vô tới bên đây luôn, nước rút cạn rồi nó vô luôn, thả nó đi. Tưởng đâu con ếch không chứ. Rồi đi bà ơi, chỗ này nó cạn cạn dữ lắm mà nó lớn, nó sâu, nó lớn, nó vô cũng vô dữ lắm. Nó nằm trong hỏ tưởng đâu con ếch. Cái dạ cậu này sao đây, trời ơi bò lên lết bò luôn. Thấy gì đâu mà nó phì gì thì mới ớn à. Rất nại nè. Không biết sao thấy cá lóc của bạn ơi. Rất sậy. Cái là nặc quá đạo lắm. Có hai cá lóc nó lội dưới nước hơi trong trong. Ừ. Cũng được được, nhân giòn á. Cái này cưng. Đó, phóng mày, phóng mày. Con này bự hơn con kia chút. Ngồi đây bắt luôn. Này em nó gớt xuống mương lại thấy cự lộn ruột cho coi này nha. Cái là cái dưới dạ cầu bá đạo mình đặt vậy chạy hoài luôn á. Mấy cái lóc này vậy nó ăn chua ha. Ăn mới đã hay là kho bầu. Làm em để làm gì cân. Lại thấy gớt sậy thấy có hy vọng mà. Cái nãy gớt sậy sậy uổng tiếc thiệt chứ. Ngước cho quất cho lỗ chà bá lửa. Lọc nhẹ lọc nhẹ. Lọc đồng chính hiệu à. Vô mày. Mấy cái vườn bỏ quan này đấy có lóc khủng mới đúng. Mình đặt nào giờ ở đây vậy? Kiếm lóc cũng giòn giòn à. Chứ kiếm hàng khủng chưa có. Có con lắm chứ, hình như là 600 gram phải. Con đó là bự nhất rồi đó. Con mua mấy vườn bỏ quan này lại ra bự nhiều lắm mới đúng chứ à. Chứ sao gì mà chắc mình cũng hốt nó thu phục nó gì. Nhìn hình mấy cái mương bỏ quang này cá nó bự nhiều quá. Cá bự đâu phải dễ thu phục mà. Con bà cố mà. Để mình đặt lại coi. Sao ai biết được. Làm cặp chà bá lửa rồi. Đặt cái lờ bá đạo vậy đó mà có. Phải luôn bắt lại rồi. Cố lên. Ý dạ. Mấy con bầu ra chú phát chơi để làm việc coi. Bay trước mặt dèo dèo thấy ấn lạnh. Ông bầu ông vẽ trời. Ông vẽ má nhìn không ra luôn. Nước này giờ cạn quá mấy cái lờ mình nằm phơi thấy chứ. Cá này cũng có rớt sậy nè sao kỳ ta. Không thấy cá không. Ốc bu mà. Có lũng không kỳ cục kẹo nữa. Trời ơi, nó quất ra. Lỗ chà bá ra là đúng rồi. Ui. Lại thăm rớt sậy thấy như giọng chàng chài rồi. Mà chắc cua, cái hôm thường là cua. Nó quất lỗ rồi nè. Hơn lạnh.
Còn bên đây còn không đây nữa. Chỗ mấy cái lợ này muốn mình nó cổ thằng cổ mà giá từ lưu dưới chân. Để giá lại bạn. Để nó sẽ ủ qua. Đây con cái này biết sao đây. Mấy tháng này công nhận đặt mấy cái lợ cái lóc này đúng chua thiệt quá. Nó quá cạn. Này phải hy vọng một mùa nước nổi, mùa mưa thôi chứ. Rồi cái lờ mình đâu. Sao không thấy gì trơn rồi. Ê chù cha. Cái lờ của tôi đâu. Cái lục bệnh ai dục xuống đây cái đóng cái làng nè. Rồi cái lọt mình nó chìm luôn bạn ơi. Bỏ nhớ cái lờ mình đây mà. Sao nó xây giữ thằng ôn vậy. Lục bình nó đè lên chìm ngấm luôn á trai. Rớt sậy nữa kìa, tà lưa dưa kìa. Cá mắm ề nhiều con cá bạn ơi. Nhiều con cá. Đỏ đỏ. Đừng con cá lóc. Mày hả bưởi. Hay không bằng hên. Một con một con. Cá lóc con cua. Còn phóng giữa mày. Mày để anh làm gì coi. Mày cá bưởi, trời ơi con lóc. Manh động hả mày. Nó xe tới luôn, lóc 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 bạn ơi. Anh tóc mới quay à, cô mẹ tới à. Đây, dưới bụi lục bình. Lục bình bụi. Kế bên đây là nguyên bụi dừa nước. Cái lờ mình sẽ nằm im ru ta. Thấy cái động nước đó kìa. Cái động nước kìa mà cua gì đây. Con gạch này thấy cái lóc cái dậy cũng nhiều lắm. Nhớ lúc trước cái lờ này mình bọn được ba con cá dậy luôn nè. Thằng này sao đây. Nó im ru vắng tanh như chùa Bà Đanh. Ốc nổ lần phình. Có hàng nha, có hàng nha. Không mà là xì bùa cá lóc bự bự vô. Khui. Gì vậy? Cái thằng ơi, cá dậy bạn ơi. Cá dậy là bắt vừa rồi. Cái con gạch này có cá dậy. Rồi là trong mương thì không có. Vậy cái đó, đá ra. Đầu nhỏ quắc. Mình giống như cá lóc bông vậy đó. Bắt để lên bờ luôn. Nó cong lộ xuống. Có mình mày, mình làm manh động dữ mày. Cái dậy này con đã lắm. Mày mày thế làm gì coi. Cái gì vậy? Bông này đẹp không? Cái mỏ nhỏ quá à. Ta gặm luôn dục không dằn xuống không xảy tiếc lắm. Cho mình cái dậy ít lắm chứ nhiều. Cái lợ đơn giản gì thôi đó mà có hàng á. Vậy nha, vậy nha. Cái đường xuống gian nan thiệt chứ. Gạch này sạt lở quá trời. Cho em vô vỏ thôi. Kiếm đâu được khoảng 5 cái vậy thôi. Về kho ăn thôi bá cháy bùi chét. Bữa nay cậu bảy mình không xịt dọc riêng cái gì trời. Không kéo vậy trâu rồi cái lờ mình nó trâu lình phình hết rồi. Cậu bảy ông tóc lục bình lên là nó trâu tờ lưa ở chân. Mà lục bình này vẫn thấy nhanh lắm, khoảng tuần lễ là nó bích chịch nữa. Trời ơi cái lờ của mình kìa. Thánh thần thiên đụng ơi. Ông đắp lục bình lên trong lỏng là nó trôi nè. Không có con gì vô chứ. Kiếm chỗ nào nhét là được bạn ơi. Lục bình ông móc trong lỏng cho rồi. Bữa nay ông chơi sầu riêng vậy? Ồ bồi bổ cho mấy sầu riêng dữ ta. Trời ơi trâu nữa kìa, con cua nè. À cái này có cá nè. Cái sạc không. Một đống cá sạc. Chất quá. Không có con gì. Cậu bảy mình không chăm sóc sầu riêng quá. Ở sầu riêng không mất rượt. Rồi nó trâu trơn rồi bạn ơi. Ông giặt cỏ cho chúng lỏng hết trơn rồi.
Chuyện gì đáng xảy ra? Có bạn nào đặt lại cái lóc giống mình chưa? Nào dở lên con lóc 3 kg không trời? Chết quá. Ủa này con ai lính này mà đâu sưu tầm ra được trời. Này con ai hả? Trời ơi, cháu nó làm ngoài. Này sao quyết này cho ra trái gì cho bông cái vậy? Hả? Sao quyết này xịt vô ra bông cái gì? À, đủ rồi, xịt vậy hả chứ. Vậy chừng nào mới định cho trái? Tháng 9 năm nay nè. Ồ. 9 năm nay là ông chuẩn bị ông đếm tiền rồi. Nó cậu 7 bạn ơi, em của mẹ mình đó. Ủa anh của mẹ mình thứ 8. Còn mấy mưa lần kia lục bình ngon quá. Ngồi để coi hồi nãy mình lấy mấy cái lợi chỗ này nè. Bây giờ lên kia, chứ chỗ này ông tóc lên trơn rồi. Rồi luôn mấy cái mương ganh này họ tóc lục bệnh lên hết luôn rồi. Xong phin luôn. Thôi rồi lượm ơi. Xong mấy cái lò mình luôn rồi bạn ơi. Họ tóc lục bệnh lên mất lợi chân. Cái là này rồi mà dính con cá lóc bự. Không biết lần này sao đây. Nó bỡ ăn cặp không trời. Rồi luôn cặp luôn. Biết ngay kết quả luôn cặp. Mắc luôn cái là. Thiệt tình chứ. Cái sậy còn luôn nè bà. Họ lấy ra sậy còn luôn nè. Lấy cái lờ. Ngày xưa có con kiến nè. Bằng con voi nó lo con bò xuống xong. Cái lỗ trong lỏng. Thiệt tình đau lòng còn con chứ mắc lợ lại đây làm con cá lóc trọng trọng cái vậy nó có chua luôn cái. Trời ơi ba mình cũng phát cỏ tùm lum chứ biết cái là không có phát banh chành không đây nữa nè. Chợt siêu này dặn mừng rồi lại. Ừ, ốc bu quá trời quá đất kìa bạn ơi. Ê, có hàng nha, có hàng nha bà con cô bác. Có hàng nha, có hàng nha. Lóc chê gì đây? Ủa gì vậy? Ủa có lóc bự quá bạn. Ngon lạnh, ngon lạnh. Nè. Ủa có lóc trọng chứ. Một đống ốc bu nó sạc. Tùng rất sậy luôn. Ồ hốt con này thôi, nó con chua bá cháy bồ chét rồi. Bà đã quá đã. Wow, ốc bu rồi nè. Kinh khủng chứ. Dở lên quẩn sổn. Lụm gạo. Đã nha, đã nha. Hốt con này thôi, ấm hỉnh rồi bạn ơi. Dư sức nào kinh chua rồi. Quá đã, quá đã. Ồ, có lóc trọng ghê chứ. Mày mày để anh làm gì cơ? Con động dữ vậy? Nó tung rớt sậy luôn. Mày mày. Đã không bạn? Quá đẻ, quá đẻ. Con lành cành chanh ha. Quả khứ con lóc thịt chứ. Đã gì đâu đã. Ôi trời ơi, bên này còn manh động nữa. Manh động với tao mày. Lên bờ sao thoát tao. Ừ. Mình ăn được các bạn. Ngày sửa lại đặt lại thôi. Đổ mớ bu ra mới được. Quá trời bu à. Mày có gì chú Liêm? Mày coi đâu rồi. Hả? Ừ. Có mấy cái mương ba mình không cắt. Bên kia là người ta cắt
cắt ba cái cỏ người ta cho bò ăn. Mấy gỏi giờ ở đây sơ sát quá, cái này cú vườn quá, vậy ba mình cũng sang sắp cũng hơi quậy quải. Như đây con cái không biết sao đây. Làm con cá lóc kìa như vậy nó ám hỉnh rồi. Trời ơi ai cắt cỏ tùm lum chân trời. Là còn không? Nó cắt là lưa chứ không? Là mình đang đây nè, như còn kìa. Wow. Cái này nước ít mà sao nó lúng bà cố à. Rồi luôn. Nó hòm trên mặt nước luôn. Mương này cạn quá. Thấy mương ru à, trên nước nó lộn dưới kia luôn kìa. Quá. Lủng không mà sao kỳ cục kẹo vậy ta. Chắc có lủng làm sao nè. Mày không thấy cái sặc cái xiết gì chứ. Trời ơi cái lời mình thấy cột tờ lưa không còn gì chỗ nào, không còn chỗ mà để cột luôn. Này, lũng lỗ trong kia cho bá lửa hàng gì. Cái lời này mình đặt bá đạo luôn. Vô gùm gọ đặt cái lời này. Ây da. Sao đây cưng? Ừ, cái sợi vô duyên không? Chăng sao gì không? Cúi hàng, bóc hàng, hốt hàng, im ru. Lại kéo lờ không có cảm giác phóng lên sộn sộn con nãy. Rồi cái này lủng đi chắc rồi bạn ơi. Dở lên mà không thấy con cá sặc cá chiếc gì hết là nghi. Ủa cái này cũng đâu có lủng đâu mà không thấy cá ta. Ngộ kỳ đời. Lờ thấy cũng còn ngon quá mà. Chu cha. Ngộ à. Là hôm vẫn còn ngon. Ồ lủng trong cái gì kìa. Xử lý sao bạn ơi. Mấy cái mương nào nước nhiều còn khả quan. Mương nước ít ít hơi thua. Cạn quá cạn. Bí đập nó cầm queo. Ủa bên kia chim nó kêu thấy ấn lạnh thì chắc. Nghe kêu không? Chim sâu cho chảo. Quá trời cái vườn bên đó. Kiếm được khoảng 2 con cá lóc, 1 con cá trê nó ngon rồi. Mình khoái ăn cá trê. Cá trê về nướng, chấm gừng ăn quá cháy vô chét. Cái vườn này thấp ghê không? Chủng. Còn mùa nước nổi là chỗ này là linh láng luôn. Ủa vừa trái con nè. Bành bành không. Cái lờ mình ở đâu rồi? Ở đây chứ đâu. Cái lờ mới nằm lộ thiên luôn kìa bạn ơi. Ê có gì vậy? Trời ơi trời, con gắn gì, gắn nước gì trời. Gắn nước nè bạn ơi. Rồi tự nhiên thấy nó quậy quậy. Đó chuyện bạn nước đâu đây vậy, vô ăn cái sặc kìa. Thứ gì chịu nổi không? Chui đâu vô dính nè. Dính lưới hòm. Hộp đồ gắn nước. Lại quậy trộn 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 cái đuôi nè. Anh tưởng thứ gì không? Ồ đầu nó đã à. Ồ cái đầu dữ kìa. Nè lử. Đâu đây bà. Quắn tùm lum cái hôm trơn rồi tới một chuyện nữa nè. Phải kéo cắt mấy lưới cũng đỡ. Rồi để xử lý ca này mà. Đây lủng lỗ chà bá cái sạch nó ra nè. Miệng hôm đó. Thiệt tình. Gắn nước này mày sợ nó cách hầu ba cháy bù chét á. Gắn nước hơi nhỏ mình thả. Mỗi con đó bự bự đem về xào nó cắp ăn thôi khỏi chê. Ai biết thả con nhỏ bắt mượn sao. Sao chỗ này ra có lợi mất tiêu ta. Rồi luôn. Ờ còn đây nè. Rồi luôn có sặc mà thấy nó đóng bọt về thấy thua rồi bạn ơi. Lại thăm lại cái lóc mà thấy cái bọt nó đóng như vậy thôi rồi thua rồi đó. Ốc bu không. Một đống ốc bu.
Lại mà không lờ cái lóc mà bọt cái đống cái này thôi, thua. Ủa bu này lục xả con bá chế bù chét chứ giỡn nè. Bu này mình để dành mình dụ ba cái lương với cá lóc rồi mà cái tre đồ nó cũng áp á. Bây giờ mình dụ nó. Xử lý cái này quá trời bu vô. À, thiệt tình. Còn lại hai trái cuối mình cũng mắc một cái nữa. Mấy cái bên đây còn ở đây nữa nè. Cái cúng cùi á. Chỗ mình là gian chích điện nè, người ghê gớm luôn á. Bên đó vườn của chú Hữu ve nó kêu quá trời kêu, nó trên mấy cây chôm chôm nó nghe nó kêu gần ghen ra ở mấy cây chôm chôm nó không đó, mà ve giờ nó xấu lắm, nó phải giống như ve hồi đó đâu, ve giờ con nào nó cành cành nhìn thấy gớm. Trời, không thấy dấu hiệu có lợ đâu nữa trời, vẫn chơi hoài. À chà chà. Nhìn sang. Không mà sao có lợ mất tiêu này chơi. Hả? Nó mắc cái lợ rồi. Nó bị mắc hai cái cho ngay dưới đây nè. Dân chích điện thôi với ốc xử rồi. Không xong rồi đại dương ơi đại dương. Bó tay luôn, cạn lời luôn, thiệt tình là đau lòng quá đi thôi. Nó dằn dưới đó đó bạn, họ lên, nó tốt dưới á. Khuya họ lên họ bắt ốc á, những khi 1-2 giờ đi mò mò ốc đó. Ốc của mình thì cũng 4-50 ngàn ký, kiếm tiền chợ búa rồi cũng được, ở dân chích điện nữa. Bởi vì khi có một số người họ tham họ lấy. Chứ mấy cái vườn này mình đặt không có nào thì xài mắt đâu. Ủa hai cái cúng cụ mất tiêu rồi bạn ơi. Giờ về thôi. Còn hai cái cuối cùng mà cũng mất hết luôn rồi. Vậy cũng tranh thủ ăn cơm cũng chưa quá rồi. Đi nãy giờ cũng sải háng luôn à. Thôi cũng được mấy con cá lóc. Ba bốn con gì đó. Ba con cá lóc hả? Dạ. Ba con cá lóc hả? Ừ, cá lóc nhỏ nhỏ mà. Đi muốn sẻ háng sáng vậy. Nhưng lại nó cạn là cá ít lắm. Rồi đặt lú lên trên chưa? Đây. Tưới xong chưa? Dạ xong rồi. Vậy về đó hả? Về. Rồi về luôn sang ơi. Có hai loại anh sang ơi. Ổi nữ hoàng với ổi chân trâu á. À, ổng trồng sầu riêng chôm chôm sen vô tùm lum chứ á. Dạ ổng bả lớn tuổi rồi quải rồi. Giờ về thôi bạn ơi. Đây là thành quả. Nãy đi bạn xảy hết con ổn ghê luôn, quên cột cái gốc này nè. Để cái vỏ cũng xỉ tạm nghĩ cái gốc này rồi. Để mấy mượn rớt xuống cái phóng ra hết con, hết hồn hên là ổng phóng hết. Xảy hết con cái lớp ổn ghê. Đây. Thành quả. Đừng con cái lóc bự rồi nha. Cũng được chứ bộ, kiếm được bữa cơm dư sức à. Nè, con cá lóc này, đã với cá lóc này. Ủa, cá lóc này nấu chua hay nướng chua hay bá cháy bồ chét. Chứ ha, ba cá lóc tử mà xảy thành con rồi. Ủa, ốc thì văng tùm lum hết trơn. Lóc manh động dữ mày. Nó nói cũng được bữa cơm với giỡn hoài. Cái gì nữa. Cho bà đem xô lại bà gọng ra. Phải như cái lóc nè. Cái lóc đã ra. Lóc nó nước nước tù á, bởi vì nó trắng nó đen lùi. Hai con này nước ấy sao nó trắng bóc. Đã ra. Xảy con tiếc hồi hồi à. Cái lóc chỗ mình giờ nước cũng cạn quá rồi, kiếm con cái lóc cũng khó khăn lắm. Dính được con cái lóc mừng lắm, mình cũng để xảy ủ ghê không. Thôi sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Để hôm nào có dịp đi thăm nữa bạn ơi. Nói với chỗ mình kiếm cá lóc đồ ăn cơm nước đồ ngon lạnh. Bán buồn thì hơi khó khăn chứ nó dành cho bữa cơm thì cũng được. Chứ không đến nổi nào. Chịu khó thăm xíu rồi được dư sức bữa cơm. Rồi chào nhà nha, hẹn cái nhà đến sau nha.